Thưa quý vị, rạng sáng nay, trên địa bàn các huyện phía Tây tỉnh Hòa Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Các địa phương tại Hà Giang như huyện Hoàng Su Phì, mưa to kèm dông sét gây sạt lở đất vào nhà dân tại xã Thông Nguyên khiến một người tử vong, hai người bị thương. Sạt lở đất đá cũng khiến 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm km 4 đường tỉnh lộ 177 bị sạt lở, đất đá sạt trôi xuống lòng đường với khối lượng trên 5.000 mét khối. Tại huyện Xín Mần, mưa lớn đã làm 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, nhiều hộ đã phải di chuyển khẩn cấp. Nhiều công trình phúc lợi như đường giao thông, đường điện, công trình thủy nông bị hư hỏng. Nhiều hoa màu cũng bị ảnh hưởng vùi lấp. Nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 178, 177, đường quốc lộ 4D, một số tuyến đường liên xã liên thôn tạm thời không đi lại được do sạt lở đất. Ước tính tổng thiệt hại của hai địa phương là khoảng 3 tỷ đồng. Thưa quý vị, do lưu vực Thác Bà có mưa to, có nơi mưa rất to, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Thác Bà tăng nhanh. Đơn vị này đã mở tiếp cửa xả mặt thứ 3 hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 14 giờ ngày hôm nay với lưu lượng xả 743 mét khối một giây nhằm bảo đảm an toàn. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng hạ du, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có công văn khẩn đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cùng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của 10 xã nằm dọc sông chảy về thời gian xả lũ. Đồng thời phát loa cảnh báo tại 7 trạm cố định bố trí dọc sông. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và các thông tin xả lũ hồ chứa. Tổ chức thông báo đến các xã, thị trấn, người dân, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công, các chủ phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hộ dân nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông, ven sông, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Sáng nay, lũ trên sông chảy đoạn qua xã Điện Quang, Thượng Hà của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bất ngờ dâng cao, gây ngập úng nhiều nhà cửa của người dân và gây thiệt hại về tài sản cũng như hoa màu. Những chuyến đò liên tục chở người, thóc gạo đến nơi an toàn. Ngay từ sáng sớm, ông Quang cùng các anh em trong tổ an ninh trật tự sở của thôn Trang, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tất bật hỗ trợ người dân chạy lũ khi nước lũ bắt đầu dâng nhanh. Nuôi cái thuyền mỏi hết tay rồi, đi suốt từ sáng giờ không biết là bao nhiêu chuyến rồi. Sáng nay đưa mấy chuyến trẻ con là phải đưa lên chỗ lên đồi, lên chỗ cao cho nơi an toàn. Tại xã Điện Quang, huyện Bảo Yên vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, lũ trên sông chảy bất ngờ dâng cao làm hơn 30 nhà dân ở thôn Trang nằm ven bờ sông bị ngập úng. Cùng với đó, một số tuyến đường giao thông trong thôn cũng bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay sau khi lũ lên, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng nhanh chóng hỗ trợ các hộ dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Vừa dậy xong là thấy nước dâng lên, xong là bảo dân đây ai con nhà ở đây gần gà các thứ thì bảo chuyển nhanh còn kịp, nước dâng kia nó lên, nước lên nó lên mạnh lắm. Huyện sẽ trực tiếp làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và các cái đơn vị thủy điện trên lưu vực của sông chảy sẽ có phải có cái phương án về xả lũ tuần hoàn của cả cái lưu vực này để đảm bảo cái an toàn cao nhất cho bà con nhân dân vùng hạ lưu. Hiện các hồ thủy điện trên sông chảy vẫn tiếp tục xả lũ, khiến biên độ lũ lớn, nguy cơ cuốn trôi lồng cá, thuyền bè trên sông, ảnh hưởng tới các công trình và ngập úng các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chính quyền tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống lũ lụt để không xảy ra tình huống đáng tiếc.